Paris, triển lãm ảnh giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Gần 50 bức ảnh về đời sống giáo hội Công giáo Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh Jean-Marie Dufour được triển lãm tại Hội Thừa Sai Paris. Triển lãm ảnh có tên Giáo hội tại Việt Nam, trưởng nữ của Giáo hội Á Châu bắt đầu từ thứ Bảy 24 tháng 11 2018. Trở về sau 6 tháng tình nguyện viên tại Việt Nam, Jean-Marie Dufour đã trở lại mảnh đất nhiều nét duyên thầm này để thực hiện dự án. Đồng thời, anh là nhà báo Frédéric Mounier, phóng viên tờ Nhật báo Công giáo La Croix tại Pháp. Triển lãm kéo dài gần một năm với lời giới thiệu. Nhìn về quá khứ, Giáo hội Việt Nam mang hình ảnh của những cuộc bách hại, nhà thờ đóng cửa, ơn gọi tu trì bị cản bước, một giáo hội chui được đánh dấu bởi những cuộc chiến và ý thức hệ vô thần. Tuy nhiên, tìm những điều sâu xa sau những gặp gỡ từ Bắc vào Nam, chúng ta ấn tượng bởi sức sống phi thường của những cộng đoàn ngày nay. Đó là hình dáng một trưởng nữ Á Châu của Giáo hội Hoàng Vũ. Tại phòng triển lãm có nhiều phim tài liệu về Giáo hội Việt Nam do đài KTO phối hợp cùng nhà MEP thực hiện. Bên cạnh triển lãm, nhiều bạn trẻ tình nguyện của Giáo hội Thừa Sai Paris tại Việt Nam còn tổ chức đêm tiệc trắng hàng năm để gây quỹ cho các dự án. Hội Thừa Sai Paris, viết tắt là MEP, được thành lập từ thế kỷ thứ 17 do sáng kiến của cha Đắc Lộ về việc xin các vị thừa sai cho miền Viễn Đông. Hai vị giám mục sáng lập của hội, François Palou và Pierre Lambert de la Motte, người sau này đã thành lập dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam. Cho tới nay, Hội Thừa Sai Paris vẫn tiếp tục viết trang sử truyền giáo tại miền đất Á Châu với lớp trẻ tình nguyện viên hàng năm. Nhà MEP vẫn là nơi nâng đỡ nhiều thế hệ linh mục tu sĩ Việt Nam học tập tại Pháp. Trụ sở chính của hội nằm tại 128 Rue du Bac, Paris. Tại đây có phòng bảo tàng về các thánh tử đạo, dấu ấn truyền giáo tại châu Á, trong đó có nhiều hiện vật, sách và tranh ảnh về các thánh tử đạo Việt Nam.